Tại sao chỉ có một ít người kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu như thế? Cách chữa trị một túi tiền trống rỗng. Hello, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Phương sẽ review cho cả nhà một trong những cái cuốn sách làm giàu hiệu quả nhất mọi thời đại mà ngay cả những cái tỷ phú trên thế giới họ còn khuyên. Đây là cuốn sách gối đầu giường và nó làm giàu cực kỳ hiệu quả. Đó là Người giàu có nhất thành Babylon. Tôi không biết các anh chị đã đọc cuốn sách này chưa, nhưng mà nhờ những cái kiến thức những cái người thầy của Phương đã phân tích cho Phương và giúp cho Phương ứng dụng cái kiến thức này, mà trong hơn 2 năm vừa qua thì cái thu nhập của Phương cũng đã tăng lên gấp vài chục lần và bắt đầu sở hữu những cái tài sản riêng đứng tên của mình. Vậy thì nếu như các anh chị vẫn đang thấy là túi tiền của mình đang xèo lép và tài khoản của mình đang chưa dương, thì tôi nghĩ đây là cuốn sách mà các anh chị cần phải đọc ngay và liền. Và các anh chị biết là nhiều anh chị nói là tôi giỏi kỹ năng sale lắm, tôi giỏi marketing lắm, tôi giỏi quản lý nhân sự lắm. Nhưng mà có thể anh chị kiếm được hàng trăm triệu hàng tháng. Nhưng mà nếu chúng ta không biết một cái kỹ năng, đó là kỹ năng quản lý dòng tiền, thì có một núi tiền chúng ta ăn cũng hết. Anh chị có đồng ý với Phương không ạ? Vậy thì kỹ năng quản lý dòng tiền là một trong những cái kỹ năng mà sống còn của cá nhân và doanh nghiệp. Và nếu như chúng ta cảm thấy là làm vài chục năm rồi chúng ta cũng có cái tài khoản của mình vẫn chưa có dương, chưa có được nhiều lắm và mình không có sở hữu được tài sản, vậy thì một cái kỹ năng mà quan trọng nhất các anh chị cần phải học ngay và liền, đó là kỹ năng quản lý dòng tiền. Vậy thì Phương có món quà cho các anh chị. Một cái chương trình hàng tối lúc 21 giờ bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 thì Phương và câu lạc bộ sẽ có cái chương trình đọc và phân tích cái cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon và sẽ phân tích, chia sẻ những cái kinh nghiệm ứng dụng thực tế, cái cách quản lý dòng tiền trong cá nhân, cho doanh nghiệp làm sao, cho công việc kinh doanh làm sao, cho công việc mà đầu tư làm sao để giúp cho chúng ta có thể là nhanh nhất chúng ta có thể quản lý được cái dòng tiền của mình. Và khi chúng ta biết cách quản lý dòng tiền, chúng ta sẽ biết cách nhân tiền và giữ tiền, nhân tiền và sở hữu những cái tài sản của mình trong cái thời gian ngắn nhất. Và rất là tuyệt vời luôn, và chương trình này miễn phí dành cho tất cả các anh chị. Vậy các anh chị nào đang có, cũng đang mong muốn làm cho cái túi tiền của mình nó đang lép xẹp và nó trở nên căng phòng, thì các anh chị sẽ cùng học với Phương và câu lạc bộ. Thì Phương có để đường link ở bên dưới, các anh chị có thể tham gia cái đường link Zalo để nhận link Zoom mỗi tối, hoặc là có thể nhắn riêng cho Phương, Phương sẽ gửi tặng cho các anh chị link Zoom. Chúng ta học và ứng dụng luôn trong tháng 6 này để giúp cho chúng ta, dòng tiền của chúng ta bắt đầu tăng lên và chúng ta sở hữu những cái tài sản riêng cho mình.